Chuyện gì mà mọi người tập trung hết ở đây này? Sao nghiêm trọng thế? Anh biết chuyện gì không anh Đạt? Tao biết gì đâu. Tao vừa mới về cái thì bị lôi ngồi vào đây luôn đây này. Hay là chúng nó phát hiện ra mình nói xấu chúng nó nhỉ? Ô, này, anh Đạt, anh lẩm bẩm cái gì đấy? Lẩm bẩm gì kia tao, mày làm chuyện. Anh làm gì mà cục xúc thế? Mà mọi người cứ trật tự đi. Em Ngọc Anh của em ấy, không làm chuyện gì mà không có lý do đâu nhá. Mọi người cứ đợi xem. Thế ngồi lại giờ có thấy gì đâu, phải nói lý do trước chứ. Tao thấy thằng Tuấn nó nói đúng đấy. Em tao nó có dở hơi như mày đâu mà lo. À thằng này, mày ý gì? Thì ý đấy. Mày nghe mà mày không hiểu ấy, tức là mày đờ ân đân huyền. Đần. Rất đần. Tao thắc mắc có một câu mà chúng mày tấn công tao ghê thế. Trái tim tao yếu đuối. Tao gọi điện về tao mách mẹ tao bây giờ. Tập trung, mọi người tập trung vào đây. Cái con bé này, có ngày tao đo tim về mày mất. Ngọc Anh ơi, có chuyện gì thế? Em nghĩ là mọi người đã biết tình trạng của xóm trọ chúng ta mấy ngày qua rồi đúng không? Ê, mấy ngày nay xóm trọ mình xảy ra chuyện gì đấy? Ê, mấy ngày nay xóm trọ mình xảy ra chuyện gì đấy? Mấy ngày nay xóm trọ mình xảy ra chuyện gì thế? Ê, mấy ngày hôm nay xóm trọ mình xảy ra chuyện gì thế? Ê, mấy ngày hôm nay xóm trọ mình xảy ra chuyện gì đấy? Chúng mày trêu tao đấy à? Tao đang hỏi mà. Em gái anh hỏi như thế thì em biết nó nói chuyện gì mà trả lời. Ê, mấy ngày nay xóm trọ mình xảy ra chuyện gì thế hả Ngọc Anh? Anh chị lại còn cầu diễn với em à? Cái con bé này, có chuyện gì nói thẳng tẹt ra đi. Cứ lòng vòng, ai mới biết là mày muốn nói chuyện gì. Cứ làm như tao đọc được suy nghĩ của mày không bằng ạ. Ờ, đúng đấy. Đúng rồi, chính xác là như thế. Có chuyện gì thì em phải nói rõ ra chứ Ngọc Anh. Đúng rồi đấy, bọn anh không biết chuyện gì luôn ấy. Thôi được rồi, nếu đã như thế thì em sẽ nói thẳng ra luôn cho nhanh. Gần đây, xóm trọ của chúng ta đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng. Án mạng? Ai? Ai là người đã ra đi hả em? Trời ơi, sao đột ngột quá vậy? Ra đi mà không thông báo cho ai một câu nào cả. Mọi người ơi, đã bắt được hung thủ chưa? Cuộc sống này đúng là thật nhiều biến cố mà. Xóm trọ này không còn an toàn nữa rồi. Mọi người phải chuyển xóm trọ thôi. Thôi. Nghe có an mạng thì nó sợ thật đấy, nhưng mà tao thấy mày lố quá. Em lố quá à mọi người? Quá lố. Thật ra ý em nói đến mấy vụ án mạng ở đây là xác chết của mấy con rán trong xóm trọ ấy. Ôi giời ơi, cái con này, có mấy con rán chết mà mày nói chuyện nghe ghê chết đi được đấy. Mọi người không thấy chuyện này nghiêm trọng hay sao ạ? Đây là tình trạng báo động cho thấy mọi người đang ăn ở rất bẩn. Chắc chắn là có ai đã vứt rác bừa bãi nên là mới dẫn rán đến đấy. Ôi giời ơi, đứa nào mà ăn ở bẩn đến mức dẫn rán về đây ở thế? Chắc chắn là không phải chị đây rồi. Chị ở sạch sẽ vô cùng nhá. Chả giấu gì em á, chị có biệt danh là mi sẽ sách. Mi sẽ sách là cái gì? Có thế mà không hiểu là mi sạch sẽ. Trời ơi, thế mà hôm nọ nhá, em thấy bạn thân của chị đến chơi xong đặt cho chị cái biệt danh gì là cái gì nhỉ? Mi ẩn bở. Không hiểu đúng không? Mọi người không hiểu đúng không? Là mi ẩn bẩn đi. À, cái thằng này, ai muốn biết mày trả lời? Chính mày là cái thằng ở bẩn dẫn dắt đến ở đúng không? Nên là mày mới mê ra cái biệt danh xa xưa của tao để đổ hết sự nghi ngờ lên tao đúng không? Tào lao, không có nhá. Em ở hơi bị sạch sẽ luôn, sạch sẽ như chị luôn. Chỉ có loại ông này, hôm chính mắt em thấy ông ấy ngoáy mũi xong rồi ông ấy bôi cất mũi lên tường ấy. Tao ở sạch mà. Mày đừng có mà vu oan cho tao nhá. Đấy là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tao ngoáy mũi đấy. Thế ý anh là từ lần đấy đến bây giờ anh chưa vệ sinh mũi lần nào luôn á anh? Không phải như thế. Ý anh bảo ấy, đấy là lần đầu tiên anh bôi cất mũi lên tường. Còn sau lúc đấy là anh luôn sống sạch sẽ. Mà có phải dán vì cái mùi cất mũi của anh mà đến đâu. Suy ra là anh vô tội. Thằng này mới là đáng nghi này. Hả? Tao mà ở bẩn á, cái đấy chỉ có trong ảo tưởng thôi.
Thằng Quang á, thằng đấy mới là ở bẩn. Hôm tao thấy nó đi vệ sinh không xả nước kia kìa. Này nhá, tao không có ở bẩn. Hôm đấy là tao quên, chỉ là sự cố thôi. Với cả không xả nước thì làm sao mà rụ rán đến được. Tao là tao đang nghi con mì béo này. Anh hãy bắt đầu ấy, chỉ giỏ đổi oan cho người khác thôi. Anh thôi được rồi, nếu như không ai chịu nhận mình ăn ở bẩn thì không còn cách nào khác, chúng ta phải tổng kiểm tra từng phòng một. Em tin là anh chị hiểu, nếu như để chị Nhung biết được trong xóm trọ mình có dán thì kết quả sẽ như thế nào rồi nhỏ. Tất cả chúng ta đều sẽ bị đuổi ra khỏi xóm trọ bất cứ lúc nào. Vì bảo vệ chỗ ở, vì bảo vệ một môi trường ăn ở sạch sẽ thì cuộc kiểm tra từng phòng một bắt buộc phải diễn ra. Để chắc chắn, chúng ta sẽ kiểm tra chéo từng phòng của nhau. Nào, mọi người, bắt đầu thôi. Go! Khoan! Chị đau đầu quá, hay cho chị về phòng nghỉ 5 phút uống thuốc, xong mình kiểm tra tiếp nhé. À, đúng rồi đấy. Để cho Cami 5 phút cho nó uống thuốc đã, xong rồi kiểm tra. Đúng rồi đấy, sức khỏe là phải quan trọng nhất. Thôi được rồi, thì 5 phút nữa mọi người tập trung ở đây nha. Được rồi, thì bây giờ mọi người đã sẵn sàng hết rồi chứ? Sẵn sàng. Bây giờ em sẽ đại diện phân công nha. Trước tiên, em sẽ kiểm tra phòng của chị My. Anh Quang và anh Tuấn sẽ kiểm tra phòng của anh Đạt. Anh Đạt sẽ kiểm tra phòng của anh Quang và em. Phòng của em và anh Quang thì em chắc chắn là chỗ ngủ của em sạch sẽ. Còn anh Quang có giấu đồ ăn thừa ở đâu hay không thì em cũng không biết. Anh Mạnh thì sẽ kiểm tra phòng của anh Tuấn. Và chị My sẽ kiểm tra phòng của anh Mạnh. Mọi người rõ hết rồi chứ? Rõ rồi thì triển khai. Đi. Sau một khoảng thời gian kiểm tra hết các ngóc ngách phòng chị My Béo, mặc dù em đã lục lọi đến mức lộn xộn hết cả lên, nhưng em vẫn không thể nào tìm được bất kỳ vụn giấy hay là vỏ bánh gì ở trong đấy. Chứng tỏ một điều là phòng chị My Béo rất sạch sẽ. Đây, tao đã bảo tao ở sạch thì chúng mày không tin. Thế còn mọi người thì sao ạ? Có thấy manh mối gì không? Để anh nói trước, anh với thằng Tuấn vào phòng thằng Đạt kiểm tra, phát hiện ra cái này, mì tôm. Mì tôm này làm sao thế hả anh? À, em biết rồi, có phải là gói mì rách ra nên là dẫn dán đến đúng không? Thế này, chắc chắn thủ phạm là anh Đạt rồi. Ui giời ơi, em không ngờ người ăn ở bảo lại là anh Đạt ạ. Gói mì rách mà cũng không biết xử lý, để cho cái lũ dán kéo đến, làm loạn hết xóm trọ này lên. Tao không ngờ tao có một người bạn ăn ở bẩn như mày ấy, Đạt ạ. Tao quá thất vọng về mày luôn. Ơ kìa. Không phải thế, mọi người hiểu lầm rồi. Ồ, thế là sao hả anh? Thì tức là đây là ba gói mì mới, không rách, cũng chẳng hết hạn sử dụng. Mà phòng thằng Đạt, bọn anh kiểm tra kỹ rồi. Nó sạch sẽ, không có giấy vụn, cũng chẳng có đồ ăn gì rơi rớt để cho dán nó có thể kéo đến cả. Đấy, tao ở sạch mà cứ không tin. Thế anh Quang, anh đem ba gói mì ra đây làm gì? Đây là cả một câu chuyện dài. Hôm trước anh đói bụng, anh có sang phòng thằng Đạt xin một gói về để ăn cho nó đỡ đói. Nhưng mà nó bảo là phòng nó hết mì rồi. Hôm nay trong quá trình lục lọi tủ đồ của nó, anh phát hiện ra ba gói mì tôm. Thế này là sao hả? Là sao hả? Thì hôm đấy tao hết thật, ba gói này tao mới mua. Thôi, mày không cần phải nói nữa. Niềm tin đã mất, giải thích cũng vô nghĩa. Mày biết không, sau khi phát hiện điều này, lòng anh vô cùng tổn thương, vô cùng đau đớn. Mà đau đớn quá thì phải làm sao đây? Nên là anh quyết định sẽ tịch thu ba gói mì tôm này để về bù đắp cho cõi lòng anh nó đỡ tổn thương. Bài báo cáo kiểm tra vệ sinh của anh đến đây xin hết. À, tức là anh Quang lấy ba gói mì tôm của anh Đạt về làm của riêng. Này, em một gói nha. Thế còn anh Mạnh, anh Đạt với chị My thì sao ạ? Có kết quả gì không? Anh không tìm thấy gì cả. Phòng thằng Tuấn sạch đến mức mà không tìm thấy một món đồ ăn nào để tịch thu về ăn. Trời, em có ngu đâu mà để đồ ăn lại cho anh Lục thấy. Kinh nghiệm đầy mình rồi. Còn anh cũng không tìm thấy gì cả. Còn chị,
chị đã tìm được cái nồi lẩu này trong phòng của Mạnh. Cái nồi này thì làm sao hả chị My? Anh Mạnh cất đồ ăn thừa vào trong đấy ạ? Không phải. Thế sao chị mang nó ra đây? Mọi người có nhớ vài tháng trước xóm trọ mình tổ chức ăn lẩu chung không? Có, em có ấn tượng này. Lúc đấy chúng ta đã có đủ mọi thứ rồi, chỉ thiếu mỗi cái nồi lẩu xinh xinh thôi. Mà hỏi thì không ai thèm trả lời, làm cả đám phải đi mượn nồi lẩu của cây Nhung. Mà cây Nhung thì có cho mượn bình thường đâu, vừa mới cho mượn thì nó đã lèm bà lèm bèm, làm thì phải cẩn thận, phải rửa thật kỹ, không được làm rơi, làm cho cái bữa ăn hôm đấy mất hết cả ngon ra. Và hôm nay tao tìm thấy cái nồi lẩu này trong phòng Mạnh, chứng tỏ là Mạnh có nồi lẩu nhưng không cho mượn. Hành động như thế là không được, tao xin tịch thu nồi lẩu này thôi. Tôi phản đối hành vi ăn cướp trắng trợn này. Đây là buổi tổng vệ sinh các phòng, chứ không phải là lấy đồ của người khác về làm của riêng. Phản đối được chấp thuận, yêu cầu chị My Béo trả lại nồi lẩu cho anh Mạnh. Cuối cùng thì sau buổi kiểm tra thì ai cũng ăn ở sạch sẽ hết. Thế nhưng mà không thể nào có chuyện ở sạch mà lại có dán xuất hiện được. Chắc chắn là có một người nào đấy trong đây ở bẩn. Ôi, thằng Mạnh ấy, nó ở bẩn đấy. Cái My Béo. Không phải tao, không đạn nó ở bẩn hơn. Thằng Cuốn. Không phải là Mạnh đâu. My này có ra cái kia. Thôi chị ơi, từng người nói một thôi. Mọi người nói gì mà My thế? Đang nói gì rõ rô mà thêm lên im hết thế? Chị Nhung sang xóm trọ để kiểm tra vệ sinh hay sao đấy ạ? À? Chị yên tâm, bọn em dọn dẹp và sạch sẽ hết rồi, không ai dọn sạch bằng bọn em đâu, thơm phức luôn. Không, chị mang cá kho sang cho mọi người cùng ăn thôi. Ô, thật thế à? Đúng là gặp được người chủ như mày ấy, đúng là phúc phần của bọn anh đấy. Anh cứ khéo nịnh, mà nãy giờ mọi người nói cái gì mà rôm rả thế? Bọn anh có nói gì đâu. À, đúng rồi, bọn anh đang bàn nhau ăn lẩu. Đúng rồi. Các anh chị ấy, người thì muốn ăn lẩu này, người thì muốn ăn lẩu kia, nên là cãi nhau tùm lum hết lên chị ạ. Đúng. Ui, cái gì cái kia? Em có thấy gì đâu? Chắc là anh Quang nhìn nhầm đấy chị ạ. Hồi này anh Quang hay bị hoa mắt lắm. Sao tự nhiên đau bụng thế nhở? Chết rồi, chắc tại nãy chị ăn cốc chè. Chị đi vệ sinh đã. Không được. Sao không được? Không được đâu. Bởi vì là mày đi nhà vệ sinh sang xịn mịn mày nó quen rồi. Ở đây mày đi không quen đâu, đúng không? Nhiều khi phải đi đúng nhà vệ sinh nhà mình mới đi được ấy. Sao đâu em đi được? Em không đi được. Em không quen đâu. Ổn quá, em thấy ổn mà. Không ổn đâu. Ổn. Không. Mọi người có thôi đi không? Có để yên cho em đi không? Ra tới mông rồi đây này. Em tưởng anh nói không một câu nữa là anh biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Mời em đi vệ sinh thôi mà cũng khó khăn, không biết là ai mới là chủ nhà trọ này nữa. Này, anh chị bị làm sao đấy? Sao lại không cho chị ấy về nhà vệ sinh? Toàn rồi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà sao em nhìn mọi người đau khổ đấy? Rác, đồ ăn thừa, quần áo bẩn, đồ ăn hết hạn, vỏ hộp cơm, tất cả đều giấu trong nhà vệ sinh. Cái gì? Thì ra lý do phòng mọi người sạch sẽ đến thế là vì mọi người giấu xác trong nhà vệ sinh à? Nhung ơi, bạn chị xin lỗi. Lời xin lỗi bây giờ có ý nghĩa gì hả? Em đã dặn mọi người nhiều lần rồi, từ khi mọi người bắt đầu vào xóm trọ, đã dặn là phải ăn ở sạch sẽ, không được vứt rác lung tung. Thế mà bây giờ thì sao? Vứt rác vào trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở bên sao? Nhung ơi, mày tha lỗi cho bọn anh lần này đi.
Bây giờ mày mà đuổi bọn anh ra khỏi xóm trọ ấy, bọn anh chẳng biết đi đâu cả. Đúng rồi đấy. Bây giờ xóm trọ nào giá cũng đắt, bọn anh chả sao nổi. Mày tha lỗi cho bọn anh lần này đi. Xin hãy lương tay đi mà. Bọn anh thật lòng xin lỗi em mà. Nếu thời gian có quay trở lại, bọn anh xin thề là sẽ không bao giờ ăn ở bẩn như thế nữa. Bọn anh ở đây là để xin lỗi em một cách chân thành nhất. Chân thành xin lỗi. Thôi được rồi, mọi người đã chân thành xin lỗi như thế á, thì em không đuổi mọi người ra khỏi xóm trọ nữa. Dù gì thì cũng chưa dẫn dán vào nhà, vẫn còn cơ hội cho mọi người đấy. Ô, thế chị chưa biết gì à? Biết gì? Dạ, không có gì ạ. Còn mọi người, tuy rằng em không đuổi mọi người ra khỏi xóm trọ, thế nhưng mà em sẽ phạt nặng, phạt để mọi người không tái phạm nữa. Nói to nữa lên, thụt dầu đúng 100 cái cho em, sau đó tổng vệ sinh xóm trọ, được chưa? Ngọc Anh, chị giao cho em nhiệm vụ giám sát mọi người chịu phạt. Em và Ba Che, chị phạt như mọi người luôn, biết chưa? Tôi lệnh chị Dung, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Được rồi, chị đi trước đây. Tôi sẽ không ở bẩn nữa. Mọi người hô to lên đi. Từ nay tôi sẽ không vẫn bé quá, hô to lên nữa đi. Từ nay tôi sẽ không ở bẩn nữa. To lên nữa. Này, mày là em tao đấy. Anh là anh của em nhưng mà em rất tiếc, chị chủ nhà quyền lực hơn, nên là em phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mình được giao anh ạ. Nào mọi người, hô to lên, quyết tâm lên, hào hùng lên. Nào mọi người, tiếp tục nào. Nhanh lên. Anh Tuấn. Rồi nào, tiếp tục nào. Tổng vệ sinh nhà trọ xong, cái bầu không khí nó trong lành hơn hẳn luôn. Ngọc Anh ơi, cứu anh. Cái chân anh nó mỏi và nhức quá, không xong rồi. Ai bảo anh ở bẩn làm gì? Hậu quả anh gây ra ấy, thì bây giờ cố mà chịu đi. Em không giúp được gì đâu. Số tôi nó khổ quá thế này. Từ nay tôi không dám ở bẩn nữa. Từ nay tôi không dám ở bẩn nữa. Từ nay tôi không dám ở bẩn nữa.